Hoan hỉ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập hành trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập hành trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Bất ngờ tiên tri tiết lộ thiên cơ cực chuẩn xác, con giáp tuổi Canh thân sinh năm 1980, phúc lộc tổ tiên, tiền vàng nức két, ngôi không cũng giàu có, muốn nghèo cũng khó trong thời điểm sắp tới. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh thân sinh năm 1980 thân mến, đời người là một chuỗi dài lựa chọn, mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với những mối lo lắng về cơm áo, gạo tiền hay các mối quan hệ xung quanh, cuộc sống bận rộn, hối hả và khắc nghiệt khiến nội tâm chúng ta thường xuyên mệt mỏi, bất lực và cả sợ hãi. Như quý khán giả đã biết, mỗi chúng ta đều có một số mệnh và số mệnh của mỗi người lại là khác nhau, có người cả đời sống trong nghèo khó, vất vả, có những người cố gắng nhiều nhưng thu hoạch được chẳng là bao, song lại có những người sinh ra đã được hưởng phúc sung sướng, rất ít khi phải âu lo. Nhưng quý khán giả thân mến, đừng vội vàng từ bỏ khi bạn gặp liên tiếp khó khăn này đến khó khăn khác. Bởi nếu bạn không đối mặt với chúng, thì làm sao bạn biết được điều tốt đẹp nào đang chờ đợi bạn ở phía trước. Dẫu cuộc sống có bao nhiêu vất vả, túng quẫn, thì kỳ mùi cũng đừng chán nản bỏ cuộc, mà hãy kiên cường mạnh mẽ lên nhé. Theo các nhà tử vi học phương Đông, họ dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét sự dịch chuyển của các sao chiếu mệnh, thì thấy được duy nhất trong thời điểm sắp tới này. Tuổi Canh thân sinh năm 1980 được các tinh chiếu rọi, quý nhân nâng đỡ, đem đến nhiều cơ hội. Sự nghiệp phất mạnh như diều gặp gió, kéo theo tài vận dồi dào, tiền bạc chật két, đủ để sống thoải mái và dư giả đến vài năm sau. Vậy, để biết được vận trình cụ thể, chi tiết trong thời điểm sắp tới của người tuổi Canh thân diễn biến ra sao, xin mời quý khán giả cùng theo dõi video ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi thời điểm sắp tới của quý bản mệnh tuổi Canh thân sinh năm 1980, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách người tuổi Canh thân sinh năm 1980 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Canh thân 1980 nổi tiếng là người nhanh nhẹn, thông minh, nhưng hay hành động vội vàng, nhiều khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề đã bắt tay vào làm. Canh thân có tính cách ngoan cường, không bao giờ chịu đầu hàng, thuộc kiểu đa tài và có năng lực lãnh đạo tốt. Ngay từ khi còn trẻ, rất nhiều người trong số họ đã sở hữu thành tích học tập khủng và thể hiện được tài năng của mình. Vốn là kiểu người sống thực tế, Canh thân dù tham vọng hay thích cuộc sống ổn định, họ đều muốn sớm tích lũy kiến thức, năng lực và cả tiền bạc. Bước vào tuổi trung niên, vị trí của họ trong xã hội đã được xác định, dù vậy họ vẫn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới. Canh thân phấn đấu một cách không biết mệt mỏi, đó chính là ưu điểm cực lớn của họ. Canh thân tham công tiếc việc đến mức họ quên dành thời gian cho chính mình. Đối với canh thân, sự bận rộn nhiều khi giúp họ chữa lành rất nhiều, dường như khi lao vào công việc, họ mới tìm thấy chính mình. Canh thân tài hoa, không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn mà còn xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác. Tính linh hoạt này cho phép họ sử dụng tài năng của mình một cách toàn diện. Khi giải quyết vấn đề, họ có khả năng học tập mạnh mẽ và có thể nhanh chóng tiếp thu những kỹ năng và kiến thức mới. Họ có khả năng giỏi về ngôn ngữ, tài năng hùng biện xuất sắc, thậm chí nhiều khả năng ăn nói mà họ có thể thao túng tâm lý người khác. Không chỉ thông minh và đa tài, canh thân cũng giỏi tư duy và giải quyết vấn đề. Khi đối mặt với các khái niệm trừu tượng, họ có thể nhanh chóng nắm bắt và áp dụng sự sáng tạo. Linh hoạt là một trong những vũ khí mạnh mẽ giúp canh thân thành công trong công việc, bởi điều này giúp họ trở nên nổi bật ở nơi làm việc và có thể giải quyết các vấn đề trong nhiều môi trường phức tạp khác nhau. Không chỉ vậy, canh thân còn rất dễ thích nghi, nhanh chóng làm quen với môi trường công việc hay mối quan hệ mới, khả năng thích ứng mạnh mẽ nên thường thể hiện tốc độ phản ứng khác. Canh thân có sự nhiệt tình và chân thành trong ứng xử cuộc sống. Họ cũng thường giúp đỡ người khác, luôn sống có trách nhiệm và tôn trọng lời hứa. Vì thế họ thường là người đáng tin cậy trong nhóm, được người khác tin tưởng làm điểm tựa.
canh thân có tinh tế, biết suy nghĩ thấu đáo. Tuy nhiên họ lại thường không có kế hoạch lâu dài, thích cạnh tranh và hiếu thắng cũng là đặc điểm tính cách nổi bật của canh thân. Đàn ông canh thân có cá tính ngoan cường, luôn muốn dẫn đầu, không muốn bản thân bị tụt lại phía sau. Còn phụ nữ canh thân luôn muốn thể hiện bản thân mình, muốn được mọi người công nhận và tôn trọng. Thái độ lạc quan của họ giúp việc giao tiếp và tương tác với người khác trở nên dễ dàng hơn, thậm chí trở thành gương mặt quan trọng trong công việc, từ đó mang lại nhiều cơ hội phát triển cá nhân và nhiều cơ hội hơn. Nhìn lại quãng đường mà canh thân đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên canh thân mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình, nên canh thân mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, canh thân mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi canh thân vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc canh thân cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Canh thân sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, canh thân dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Canh thân ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến giải thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc canh thân có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, canh thân cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này canh thân luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Canh thân giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, buộc chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì canh thân như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, canh thân là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa hương sáng nhìn xuân thu. Với canh thân, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình, ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi của các phương diện chính của cuộc sống cho con giáp tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong thời điểm sắp tới, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Theo tử vi thời điểm sắp tới của tuổi Canh Thân cho thấy, nguyệt lệnh lâm thai tác động chính đến vận trình sự nghiệp của người tuổi Canh Thân trong tháng này. Bạn là người có đầu óc mơ mộng, thích sáng tạo, sẵn sàng tìm con đường mới để thể hiện bản thân, không ngại bắt tay vào công việc mới. Tuy nhiên, khuyết điểm của bạn lại là thiếu tính kiên trì, cả thèm chống chán, đừng để hành động của mình gây phản cảm và phiền phức cho người xung quanh, muốn gặt hái thành tích cao. Và đặc biệt là nếu muốn thăng tiến, bạn cần phải là một con người có trách nhiệm hơn, việc của mình thì mình phải cố gắng hoàn thành đến cùng.
Thời điểm này, người tuổi Canh Thân còn được các tinh là tử vi, giải thần, thiên phú chiếu mệnh. Điều đó cho thấy bạn không thiếu những cơ hội để gặt hái thành công. Xung quanh bạn cũng không thiếu bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo tốt, sẵn sàng cho bạn lời khuyên và giúp đỡ bạn nếu cần thiết. Vì thế tử vi thời điểm sắp tới của 12 con giáp khuyên rằng bạn hãy luôn quyết tâm trong công việc. Sự cố gắng của bạn sẽ được ghi nhận. Nếu thực hiện thành công các nhiệm vụ, bạn sẽ nắm trong tay cơ hội để thăng quan, tiến chức. Xét về phương diện tài lộc. Xem tử vi thời điểm sắp tới của tuổi Canh Thân thấy rằng tình hình tài chính của người tuổi Canh Thân không có những bước tiến đáng kể trong tháng này. Có lẽ chủ yếu là bởi bạn không có được sự quyết tâm hay quyết đoán cần thiết. Với người làm ăn kinh doanh, bạn có vẻ khá chần chừ, do dự hay lo được mất. Vì thế mà bạn dễ chậm chân hơn so với đối thủ. Bạn quyết tâm và sẵn sàng thử thách bản thân. Có thể một vài khó khăn bạn gặp phải trên con đường làm giàu sẽ giúp bạn nhận ra tiềm năng của bản thân. Tuy nhiên, với những người đang chập chững bước vào một lĩnh vực mới hoặc có ý định khởi nghiệp trong tháng này thì cần bình tĩnh và cân nhắc nhiều hơn. Bạn hãy trang bị đầy đủ cho mình vốn kiến thức cũng như nhân lực, vật lực để sẵn sàng ứng biến với rắc rối có thể xảy ra. Đặc biệt có kiến thức, kỹ năng sẽ giúp bạn thoát khỏi cảnh nhẹ dạ cả tin, rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Các cát tinh tử vi giải thần, thiên phú khuyên bạn hãy cố gắng quyết tâm, nhiệt tình giúp đỡ người khác cũng như tạo dựng các mối quan hệ. Quan hệ rộng rãi sẽ giúp ích cho bạn nhiều trong các việc đầu tư, mở rộng thị trường, mở rộng quy mô sản xuất. Xét về phương diện sức khỏe. Trong thời điểm sắp tới, sức khỏe của người tuổi Canh Thân khá ổn định, nhờ thế mà bạn có lòng nhiệt huyết, hăng hái bắt tay vào bất cứ công việc, nhiệm vụ nào. Tuy nhiên bạn vẫn cần phải chú ý chăm sóc bản thân để cơ thể luôn khỏe mạnh. Bên cạnh việc nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, bạn cũng nên chú ý tới việc rèn luyện sức khỏe. Hãy tích cực vận động tập thể dục, thể thao để cơ thể luôn ở vào trạng thái linh hoạt dồi vào sức sống, đồng thời tránh các bệnh như thoái hóa xương khớp, thừa cân, dạ dày. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Trong thời điểm sắp tới, người tuổi Canh Thân xây dựng được các mối quan hệ xã giao khá rộng rãi. Trong tháng 2 này, với tính cách cởi mở, nhiệt tình, bạn đi đến đâu cũng dễ tạo được thiện cảm cho mọi người xung quanh. Tháng này, người độc thân sẽ nhận được khá nhiều lời mời làm quen đến từ người khác giới. Tuy nhiên, bạn cần nhắc nhở mình chân thành và nghiêm túc trong các mối quan hệ. Chỉ khi bạn chân thành với mọi người thì người khác cũng mới chân thành với bạn. Đặc biệt bạn cần tránh để mình vào các mối quan hệ rắc rối, phức tạp. Một khi đã đến với ai thì bạn nên chung thủy với người đó, chẳng đứng núi này trông núi nọ mà gây tổn thương cho nhiều người cùng một lúc. Với người đã lập gia đình, không ít đào hoa xấu xuất hiện sẽ đe dọa hạnh phúc mà bạn đang có. Con giáp này cần biết trân trọng gia đình mình, chủ động giữ khoảng cách thích hợp với người xung quanh. Nếu bạn không nghiêm túc, đứng đắn thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân, gây tổn thương cho người thân thiết, đồng thời ảnh hưởng xấu tới danh tiếng của bạn. Ngũ hành tương khắc khiến những cặp vợ chồng đôi khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm với nhau. Bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề. Có gì không hài lòng thì bạn nên bình tĩnh chia sẻ để đôi bên cùng giải quyết. Tiếp theo chương trình, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ đến quý khán giả những lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong thời điểm sắp tới. Quý bản mệnh cần đặc biệt chú ý điều này. Tiểu nhân hoành hành, cạm bẫy vô hình, tử vi 12 con giáp cho thấy, vào thời điểm này trong năm, bạn cần phải tập trung tinh thần cao độ để tránh xảy ra sai sót trong công việc. Lượng công việc quá nhiều, gấp rút hoàn thiện công việc cho đúng tiến độ, nên áp lực dồn lên người tuổi Canh Thân không hề nhỏ. Thêm vào đó, kẻ tiểu nhân vẫn đang rình rập, nếu không đủ tỉnh táo, sai lầm của bạn sẽ là thành công cho kẻ tiểu nhân. Trong tháng này, bạn mưu sự khó khăn, gặp nhiều trở ngại trên con đường công danh, sự nghiệp. Người làm công ăn lương cần đề phòng đồng nghiệp và đối tác làm việc đấu đá, tranh giành quyền lực, có thể khiến bạn rơi vào vòng xoáy quẩn quanh, tiền mất mà lợi danh cũng chẳng còn. Người buôn bán kinh doanh nên cẩn trọng, kẻo gặp chuyện lừa thầy phản bạn, vất vả ngược xuôi, nhưng cuối cùng kết quả không được như mong muốn. Nên giữ thái độ hòa nhã với tất cả mọi người, dù có những việc trái với quan điểm cá nhân, nhưng nếu không ảnh hưởng đến pháp luật, đạo đức, thì chớ nên nhiều chuyện, tỏ thái độ phản cảm mà mất lòng người khác, tạo cơ hội cho kẻ xấu gièm pha, nói xấu tồn tại đến bước đường thăng tiến trong tương lai. Sức khỏe không tốt, trong tháng có hung tinh hoành hành, người tuổi Canh Thân sẽ gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Tuy có thực phúc được lộc ăn uống, tiệc tùng thường xuyên, nhưng chế độ dinh dưỡng mất cân bằng đang khiến sức khỏe của bạn dần sa sút, tiêu hóa khó khăn. Thêm các chứng bệnh về mắt là những chuyện mà bạn cần phải để tâm trong thời gian này. Bạn chú ý không nạp quá nhiều chất đạm vào người, mà tăng cường thêm rau xanh trong bữa ăn, uống thêm sữa chua để hỗ trợ cho tiêu hóa được tốt hơn.
Và ngay bây giờ, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đi vào luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch, may mắn của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, là người hoạt bát, năng động, tinh thần phơi phới, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội xuất ngoại, khó tránh khỏi bệnh tật, ốm đau lặt vặt. Xem vận mệnh của người tuổi này cho thấy, sức khỏe người này tốt, sinh lực dồi dào, là người hào sảng, phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng, chính trực. Tuy ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, song chẳng được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ anh em trong nhà không giúp đỡ được nhiều, tự lực cánh sinh là chính. Người tuổi này nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc không tồi, song cũng vẫn có điểm báo phá tài, nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Chập, người tuổi này tính tình có phần cố chấp, tuy được ơn Mão Mộc, quý nhân độ mệnh, nhưng quan lộc không dài, sự nghiệp phát triển đến một ngưỡng nào đó dễ bị suy thoái. Người tuổi này có vận mệnh cuộc đời không được tốt cho lắm, tháng sinh này khiến cho bạn tuy thông minh, đỉnh ngộ, có tài năng, có thực lực cũng được gia đình hỗ trợ rất nhiều. Xung quanh lộc không bền, tại chức, tại vị không được lâu dài, đường tài lộc thăng trầm bất định, khi thì tiền tài ào ào đổ về nhà, khi thì không có một xu dính túi. Điều này phần nhiều là do Canh Thân bị tiểu nhân quấy phá, tiểu nhân ở ngay bên cạnh mình, hiểu rõ về mình, nên khi nỗi tâm phản bội thì dễ khiến người tuổi này điêu đứng, chịu đủ mọi tổn thất to lớn về mình. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm theo lịch vạn nên là tiết Thanh Minh, người này tài trí hơn người, ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có của ăn của để, nên cũng hỗ trợ được phần nào, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời người này khá suôn sẻ, thuận lợi, gặp dữ cũng hóa lành, tiền đồ rộng lớn, có thể theo nghiệp kinh doanh, người này có tài năng, có thực lực, được đánh giá khá cao, họ may mắn có cuộc đời êm ả, không phải trải qua nhiều sóng gió, khó khăn mà được hưởng hạnh phúc, tiêu diêu tự tại. Con giáp này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên mình, khi còn nhỏ thì có cha mẹ, anh em nâng đỡ, lớn lên có bạn bè tương trợ, có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc, sự nghiệp đạt được những bước tiến mới, thành công vang dội. Tuy theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng bạn nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch trùng với tiết Lập Hạ, người tuổi này lúc nào dáng vẻ cũng tất bật, vội vàng, có tài năng đấy nhưng chưa chắc được hưởng phúc, là người thông minh, tài trí. Họ có thể cả đời vinh hoa, được người xa gần biết đến. Tuy nhiên, làm việc để cảm xúc lấn át lý trí, nên hung cắt đan xen, cũng may có người giúp đỡ, nên vận trình không quá sa sút. Tử vi phương Đông tiết lộ, người tuổi này sức khỏe khá tốt, ít khi ốm đau, có điều người này có phúc lộc cha ông mỏng, không được hưởng nhiều sự trợ giúp của gia đình, có tài, có trí, luôn chăm chỉ làm việc, nhưng chưa chắc đã thắng được mệnh trời, khó làm nên nghiệp lớn. Tới tuổi trung niên, họ mới dần đạt được những điều mình ước nguyện, cơm ăn, áo mặc đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cuộc đời người tuổi Canh Thân, sinh tháng tư âm lịch luôn bị thị phi quấy rối, chuyện khẩu thiệt thị phi vây quanh, bản thân họ khó giữ được bình tĩnh hay gây mâu thuẫn với người khác, nhân duyên, vị thế kém vượng, tài lộc khá ổn nhưng vẫn có những lần hao tổn tài lộc nhỏ. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, người tuổi này phải chịu nhiều vất vả trong cuộc đời, cũng phải trải qua nhiều biến cố lớn, họ là người có nghị lực, có ý chí phấn đấu, cũng sống biết điều, kính trên, nhường dưới, biết tiến, biết lùi. Song đường tài lộc có phần ảm đạm, đôi khi cũng vướng vào chuyện khẩu thiệt thị phi, người này tự lực, tự cường, không dựa dẫm vào ai, mà tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình. Người tuổi này không có tổng nghiệp cha ông để lại, cũng không được gia đình hỗ trợ gì nhiều, phải chịu nhiều khổ cực. Sớm ra đời làm việc, họ lập gia đình khá sớm, gánh nặng trên vai càng thêm nặng. Ông trời chẳng phụ lòng người, sự nghiệp của người tuổi này cũng được nhiều người tương trợ. Từ tuổi trung niên, vận trình của bạn dần tăng tiến, hậu vận vô cùng tốt đẹp, tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân 1980, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này tính tình thoải mái, vui vẻ, không hay lo nghĩ nhiều, mà suy nghĩ lạc quan, tích cực, cuộc đời cát hung, họa phúc đan xen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu hiền vinh, phú quý.
tra cứu lịch vạn niên, người tuổi này sống tiêu diêu, tự do, tự tại, không để ưu phiền sống qua ngày, được bố mẹ hỗ trợ, anh em yêu thương, nhưng đó chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần, còn tiền tài thì không giúp được nhiều, mà toàn bộ do canh thân tự dựa vào chính sức mình để làm ra. Người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng gì cao xa, biết sống đủ với mình, nên an nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định, họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong đời mình. Cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc, không có gì phải tiếc nuối. Vận mệnh của người tuổi canh thân 1980, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trùng với tiết lập thu, vào mùa thu hoạch nên người này có cuộc sống tự do, tự tại, không phải lo lắng gì nhiều. Người tuổi này biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều. Tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật, nhưng tài lộc không thiếu cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng có. Vận mệnh của người tuổi canh thân 1980, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết bạch lộ, người tuổi này sự nghiệp hanh thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng, phúc lộc vô chừng, không phú quý thì hiển vinh. Người tuổi này trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc, không phải lo nghĩ nhiều, được gia đình trợ giúp rất nhiều, thiên tư đỉnh ngộ, có tài, có trí, phẩm chất cao sang, là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của người tuổi này được quý nhân phò trợ, bạn bè nâng đỡ nên rất thành công, có thể đạt được những vị trí cao, danh lợi song toàn, cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp, con cháu hiếu thuận, chăm ngoan. Vận mệnh của người tuổi canh thân 1980, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm trùng với tiết hàng lộ, người tuổi này là người có tài, có tinh thần tự lập, có lòng tự tôn cao, muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn, trắc trở, cho dù đã gần đến thành công nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào, chuyện thị phi đeo bám, may mắn kém phần, các hung song hành, có lúc thuận lợi, có lúc lại xui rủi, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, cuộc đời bình phàm, không có gì đặc biệt. Vận mệnh của người này thăng trầm bất định, khó có thể đoán định được, tuy có tài năng thực sự, tài trí hơn người, cũng có nhiều tài lẻ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến, ham học hỏi, và lại có ý chí phấn đấu, song vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngáng đường, thử làm theo lời Phật dạy, để quý nhân luôn bên mình. Vận mệnh của người tuổi canh thân 1980, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, cuộc đời của người này bình thường, không có gì nổi bật, nếu không an phận thì khó có thể được như sở nguyện. Điều này có phần nhàm chán, nhưng lại thích hợp với vận mệnh của người này. Đây là người thông minh đỉnh ngộ, tài hoa hơn người, tình thông kim cổ. Họ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, tài năng này cũng chỉ vô dụng khi mà bản thân người này có phần nhút nhát, không dám mạo hiểm với những gì mình đang có. Vận mệnh của người tuổi canh thân 1980, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, người tuổi này cuộc đời phải trải qua nhiều sóng gió. Bản thân họ cũng là người hay ưu phiền, tinh thần bất ổn, nhưng cuộc sống tiêu cực, không có ý chí phấn đấu, càng không có tham vọng gì trong cuộc sống. Người tuổi này tính khí có phần thất thường, hay nổi nóng, nhưng tính tình thẳng thắn, nên dễ đắc tội với người, lại càng hay gây chuyện, tự tạo kẻ thù cho bản thân, là người có tài năng, họ không sợ ác bá cường quyền, hay giúp đỡ người yếu hơn mình. Vận mệnh của người tuổi canh thân 1980, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàn trong năm, khí trời lạnh giá, khiến cho con người mất cảm giác an toàn. Người này hay thay đổi, dao động, họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, cũng chẳng có tham vọng gì, nhưng may mắn thánh nhân đãi kẻ khổ khờ, cuộc sống vẫn bình an. Khi về già người này vốn dĩ cũng có phúc, có lộc, khi mà gia đình hòa thuận, cha mẹ thương yêu, lúc còn nhỏ họ học hành chăm chỉ, cũng giành được không ít thành tựu, là con ngoan, trò giỏi, tâm địa thiện lương, chẳng suy nghĩ xấu xa, độc ác với ai. Định mệnh an bài, người tuổi này số phú quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người kính nể vì cuộc sống của người này, an nhàn tuổi già, hưởng phúc, chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Quý vị thân mến, nhân sinh tại thế, 10 phần thì có đến 7-8 phần không như ý, đường đời hiểm trở gian nan, cũng khiến canh thân dễ dàng ngã lòng và lạc lối. Tuy nhiên như người xưa vẫn nói, nhân sinh chính là một cuộc tu hành, mỗi một lần khảo nghiệm tượng trưng cho một lần học tập, học được từ trong những thống khổ, sẽ nhận được sự bù đắp, đó mới là trọng điểm của nhân sinh. Vậy trạng thái tốt nhất của nhân sinh là gì? Có người nói thản nhiên, có người nói khéo léo. Thật ra cách sống tốt nhất của một sinh mệnh canh thân, đó chính là sống thuận theo tự nhiên. Vì vậy, xin canh thân vui lòng vứt bỏ 3 điều, đặc biệt từ 45 tuổi trở đi. Nếu canh thân có thể giải phóng bản thân khỏi 3 điều này, sẽ có được một cuộc sống thực sự như ý tín chủ.
thứ nhất, vứt bỏ oán giận. Khi còn trẻ, canh thân thường than phiền, oán giận rất nhiều, than phiền vì công tác không thuận lợi, phàn nàn về xung đột trong hôn nhân, than phiền bởi phải làm lụng vất vả vì con cháu. Nhưng tới tuổi 45, canh thân nên hiểu, oán giận không có tác dụng gì ngoại trừ việc tăng thêm rắc rối, bởi vì oán giận chỉ là sự phát tiết của cảm xúc, chứ không phải là một giải pháp. Nếu canh thân thực sự muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ, thì nên buông bỏ những phiền muộn của mình, vứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước. Nếu làm được điều này, thì chắc chắn canh thân sẽ có bước đi đúng đắn, vứt bỏ năng lượng tiêu cực, sử dụng thái độ tích cực để hướng về phía trước. Khi canh thân học được cách không oán trời trách người, cũng không trách mình, bạn sẽ phát hiện những sự tình mà bạn từng than phiền, thật ra cũng không gian nan như canh thân từng nghĩ. Mở rộng tấm lòng, có phiền muộn cũng đừng để trong tâm, có thù hận cũng đừng ghi nhớ. Người xưa có câu, không biết muộn phiền, không nhớ tuổi tác thì sẽ không có bệnh tật. Nếu quý sư thực sự cảm thấy áp lực, hãy vận động nhiều hơn, cùng bạn bè đi ra ngoài đâu đó, ngó nghiêng một chút. Bạn biết để đối mặt với những khó khăn bằng tâm lý thoải mái và tích cực sẽ tốt hơn rất nhiều so với phàn nàn vô nghĩa. Thứ hai, vứt bỏ bi quan. Có thể nói sự bi quan là trở ngại lớn nhất cho hạnh phúc, bởi vì nếu canh thân luôn đối mặt với mọi người và mọi thứ trong cuộc sống bằng thái độ bi quan, thì ngay cả khi xung quanh bạn là tiếng hoan hô cười nói, bạn vẫn sẽ chỉ cảm thấy buồn bực. Những người luôn vui cười rạng rỡ kia không phải là họ không có nỗi buồn đau và gian nan trong cuộc sống, mà là họ biết rằng đau khổ cũng không thể giải quyết được bất cứ điều gì, nó chỉ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng con người ta mà thôi. Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan? Ở độ tuổi 45, hầu hết canh thân đều đã trải qua nóng, lạnh, buồn vui của đời người, nên sẽ càng thêm hiểu được cuộc sống có những việc đôi khi chính mình cũng không thể lựa chọn, nhưng tâm tình của canh thân là do chính canh thân kiểm soát. Cuộc sống vốn không dễ dàng, vì vậy canh thân nên quẳng gánh bi quan, nghênh đón vạn điều với tâm trạng hân hoan nhất. Vui vẻ sẽ trôi qua trong một ngày, mà không vui vẻ cũng sẽ cùng một ngày qua đi. Vậy tại sao bạn không thể nghĩ thoáng hơn một chút, rằng hãy đối mặt với nó bằng sự lạc quan? Như vậy, cho dù tương lai là mưa gió hay cầu vồng, canh thân vẫn sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất. Thứ ba, vứt bỏ những điều không xứng đáng. Càng trưởng thành, canh thân sẽ càng hiểu được cần phải vứt bỏ dối trá và giữ lại sự hồn nhiên trong sáng trong tâm. Vì đã 45 tuổi, nên dành thời gian ở những nơi quý giá nhất, không cần phải lãng phí thời gian cho những người và những thứ không đáng. Trong quá khứ, canh thân có thể phải bận tâm đến sĩ diện của mình vì những thứ vẻ ngoài hời hợt mà luôn mệt nhọc bôn ba. Nhưng ở tuổi 45 trở đi, khi tĩnh tâm và suy ngẫm lại, canh thân sẽ thấy rằng tất cả những nỗ lực này chính là vô ích, ngoài việc chiếm thời gian và năng lượng của bạn, nó không có tác dụng nào khác. Vậy tại sao canh thân phải cố hết sức để làm những chuyện chỉ để lấy lòng người khác? Hãy mạnh dạn vứt bỏ những điều không đáng này, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Một canh thân ở độ tuổi 45, làm ơn hãy vứt bỏ những điều không tốt này, từ đó học cách đối xử tốt với bản thân, không còn bi quan và phàn nàn, gạt bỏ sự mềm yếu, đừng cố chấp với những điều không xứng đáng. Làm được rồi, canh thân sẽ thấy rằng cuộc đời này đang rộng mở thênh thang. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.